Honda City 125 2022 Made in Thái Lan đầu tiên về Việt Nam. Sở hữu phong cách thiết kế thể thao đậm chất chơi, xe máy số Honda City 125 2022 sản xuất tại Thái Lan vừa gia nhập thị trường Việt Nam với số lượng giới hạn thông qua một đại lý chuyên kinh doanh xe nhập tại thành phố Hồ Chí Minh. Không lâu sau khi mở bán tại thị trường Thái Lan, dòng xe máy số mang phong cách xe đường trường Honda City 125 2022 vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Theo nguồn tin của Thanh Niên, hai chiếc Honda City 125 2022 đầu tiên đã cập cảng Việt Nam, hoàn tất thủ tục thông quan và được đưa về kho của một đại lý chuyên kinh doanh xe nhập khẩu tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện đại lý nhập khẩu mẫu xe này cho biết, Honda City 125 2022 về Việt Nam lần này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trước mắt chỉ có hai chiếc với hai màu vàng và xanh lục. Trong thời gian tới đại lý sẽ tiếp tục nhập bản Honda City 125 2022 màu đỏ về Việt Nam. Honda City 125 2022 là dòng xe máy số 125 phân khối do Honda Thái Lan sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ở thị trường nội địa cũng như xuất khẩu sang các thị trường khác trên thế giới. Mẫu xe này mang phong cách xe đường trường với kiểu dáng thể thao, đậm chất chơi. Thiết kế có phần cá tính, phong cách của City 125 được lấy cảm hứng từ City Series từng xuất hiện trong những năm 1960. Bên cạnh đó, Honda City 125 cũng chia sẻ nhiều đặc điểm chung với mẫu xe số Super Coupe C125, nhưng bộ khung của City 125 đã được tùy chỉnh thiên về mục đích ọc rau. Honda City 125 nổi bật với thiết kế đèn pha dạng tròn, tích hợp viền đèn LED, cùng đồng hồ hiển thị thông số tích hợp màn hình LCD tròn. Cặp phục trước hành trình 43 inch bọc cao su mang đậm phong cách cổ điển. Đặc biệt, Honda City 125 sở hữu phong cách đậm chất chơi với kiểu thiết kế ống xả đặt cao. Dọc theo thân xe, theo thông số nhà sản xuất công bố, Honda City 125 2022 sở hữu số đo dài, rộng, cao tương ứng 1961x805x1085mm, khoảng sáng gầm 165mm và chiều cao yên 800mm. Bình nhiên liệu có dung tích 5,4 lít, trọng lượng xe 118kg. Cả hai bánh trước, sau đều dùng mâm nan hoa, kích thước 17 inch và hệ thống phanh đĩa, trong đó phanh trước tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Honda trang bị cho City 125 động cơ xăng 4 thì, dung tích xi lanh 125cc tích hợp hệ thống phun nhiên liệu. Trước đó, vào tháng 3 năm ngoái, Honda City 125 2022 đã được hãng xe Nhật đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng nhận. Giá bán Honda City 125 2022 tại Việt Nam hiện chưa được đại lý nhập khẩu, phân phối mẫu xe này công bố. Trước đó, tại Thái Lan, Honda City 125 2022 phân phối chính hãng với giá từ 84.900 bạc, khoảng 54,4 triệu đồng.